Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 36 phút ngày 12 tháng 9 năm 2024. Báo cáo với quý vị và các bạn, sáng ra những việc nọ việc kia, bây giờ mới làm được video. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn ly chè xanh. Số điện thoại để quý vị và các bạn liên hệ Trần Văn Chốt Radio Cassette, link phụ kiện về Radio Cassette bằng Cassette 036 8888 479. Trân trọng giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 6 cuộn băng cassette. Đây là những cuộn băng cụ tổ Maxen UD2. Cuộn băng thứ nhất Thanh Thúy 6. Băng này thì mình thâu lại rồi. Băng này mình thâu lại rồi. Maxen UD2 mới. Cuộn này là cuộn thứ hai Mạnh Đình. Cuộn này thì mua về có sẵn nhạc rồi. Cuộn này là cuộn thứ ba Liên Khúc Tuấn Vũ. Băng mới đẹp như này. Cuộn này cũng không phải thâu. Cuộn này là cuộn thứ tư Hương Lan. Cuộn này mua về có sẵn nhạc rồi, không phải thâu. Cuộn này là cuộn thứ năm Duy Khánh. Cuộn này thì thâu lại rồi. Ở combo này có hai cuộn thâu đây, Thanh Thúy 6 và Duy Khánh. Đấy. Mới đẹp. Cuộn này là cuộn thứ 6. Cuộn này mua về có sẵn nhạc Tuấn Ngọc. Rất chỉ là nét, ghi về đây nét. Điểm danh lại Thanh Thúy 6. Thanh Thúy 6 này là mình thâu lại này. Mạnh Đình. Mạnh Đình này là có sẵn nhạc không phải thâu này. Liên Khúc Tuấn Vũ có sẵn nhạc không phải thâu này. Hương Lan cũng có sẵn nhạc này. Duy Khánh. Duy Khánh này là mình thâu lại. Tuấn Ngọc có sẵn nhạc không phải thâu. 6 cuộn này trân trọng gửi tới quý vị và các bạn 350.000 đồng. 350.000 đồng là tiền băng, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Không thể rẻ hơn được cho 6 cuộn băng cụ tổ Maxen UD2. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.